mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách pha bạc xỉu đá từ máy pha Nova Simonelli Appi Ally dòng 2 rúp. Thì như mọi người đang thấy là hiện tại là em đang đứng trước máy pha Appi Ally dòng 2 rúp ạ. Để pha được món bạc xỉu đá thì đầu tiên chúng ta cần phải có sữa đặc và nước cốt cà phê. Thì nếu như mà anh chị nào mà chưa biết cách cài đặt để lấy lượng nước cốt cà phê thì anh chị có thể comment bên dưới, Ly Ông sẽ gửi cho anh chị những cái link để anh chị có thể nắm rõ chi tiết hơn. Ở đây thì các cái nút cài đặt là em đã cài đặt sẵn trước đó. Thì công thức món bạc xỉu thì nó sẽ là 40ml sữa đặc và 30ml nước cốt cà phê. Bây giờ thì em sẽ đi vào thao tác là lấy cà phê để pha. Em sẽ dùng tay cầm 2 rúp để pha nha anh chị. Tay cầm 2 cốc ạ. Thì ở đây tay cầm 2 xót sẽ ứng với cái lượng bột cà phê là khoảng 18g bột cà phê nha anh chị. Sau khi em lấy bột xong thì em sẽ thực hiện thao tác là làm bằng mặt cà phê đến nén tăm bơ. Sau đó thì em sẽ lắp tay cầm này vào máy ạ. Sữa đặc thì em đã chuẩn bị trước đó. Mỗi bên là 40 nha anh chị. Vì là công thức bạc xỉu này thì cái người uống bạc xỉu thông thường là họ sẽ không thích lượng cà phê nhiều, vì thế chúng ta sẽ chiết xuất mỗi bên là 30. Dòng chảy rất là kẹo ạ. Sợi nhỏ và em thấy lớp rema rất là dày ạ. Sau khi anh chị chiết xuất cà phê xong thì em sẽ khuấy đều cái lượng cà phê và sữa đặc này lên. Thì khi chúng ta mà cho sữa đặc vào trước như thế này khi pha thì cũng giúp cho sữa đặc được làm chín nha anh chị. Sau đó thì em sẽ cho cái lượng cà phê và sữa vừa được hòa tan này vào shaker để lắc nha anh chị. Mình sẽ lắc đều lên. Sau đó chúng ta sẽ cho ra ly ạ. Thì như vậy là chúng ta đã có được một ly bạc xỉu đá. Đối với ly này thì em cũng sẽ làm tương tự ạ. Thì ly này thì em sẽ cho ra ly mang đi. Và đây là 2 ly bạc xỉu đá em vừa làm xong ạ. Một ly thì dành cho những anh chị khách hàng nào mà uống tại quán, còn một ly là dành cho những anh chị nào mua mang đi nếu như mình không có thời gian ngồi lại quán ạ. Thì bây giờ em sẽ uống thử ly bạc xỉu đá này ạ. Rất là béo và thơm nha anh chị. Thì ly bạc xỉu đá này nó sẽ khác ly cà phê sữa một xíu, là cái vị cà phê nó sẽ không được nhiều. Nó sẽ nghiêng về vị sữa, hòa lẫn vào một chút vị cà phê hơn. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm bạc xỉu đá. Thì nếu như mà anh chị nào có thắc mắc thì anh chị có thể comment bên dưới ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị.